Cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc cho biết, tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 4, cơ quan này đã phát hiện 91 máy bay quân sự và 12 tàu hải quân quanh hòn đảo. 54 máy bay trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển hoặc đi vào vùng nhận dạng phòng không. Lực lượng phòng vệ đã giám sát tình hình và triển khai các lực lượng để phản ứng cùng ngày trung quốc thông báo kết thúc cuộc tập trận quân sự xung quanh đài loan bắc kinh khẳng định họ đã thử nghiệm khả năng quân sự tích hợp trong điều kiện chiến đấu thực tế thực hành các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa đảo đài loan trong khi đó quân đội trung quốc tuyên bố hoàn thành xuất sắc cuộc tập trận và kiểm tra toàn diện khả năng của nhiều đơn vị Cuộc tập trận của Trung Quốc diễn ra sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở bang California ngày 5 tháng 4. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa chủ tịch Hạ viện Mỹ với lãnh đạo Đài Loan trên lãnh thổ Mỹ. Trung Quốc lên án cuộc gặp và cảnh báo áp dụng những biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền. Trung Quốc coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.